Rồi, chào các bạn, hôm nay gần đến Tết Giáp Thìn nữa các bạn. Hôm nay mình đi dạo một vòng trong thành phố Hùng Vương xem có gì các bạn. Hiện tại mình đang ở trên con đường Hùng Vương. Thì cặp bên con đường này các bạn thấy sẽ thấy được cái quang cảnh mà mình muốn đi xét. Các bạn quan thấy cái những cái hoa mà ở Bình Dương trồng nha các bạn. Đây, đi trên này các bạn dễ nhìn hơn ha. Đây là một cái loại hoa mà dễ trồng thôi. Có người thì gọi là gì ta, nửa ngày hả, bản gì chuông gì đó các bạn, là thì mình không nhớ chính xác, nên các bạn nào xem coi cho mình biết tên của nó là hoa gì các bạn nhé. Thì mình đi một dọc dài cho các bạn thấy cái độ nở rộ của nó vào những ngày xuân ha. Thì trước thềm năm mới cho nên là hoa này là một trong những cái hoa nó nở sớm nhất các bạn, và được trồng ở trong khu vực thành phố mới này rất nhiều, đặc biệt là hai bên lề đường. Để mình quan sát mình thấy cái quang cảnh ngày xuân nó nhộn nhịp như thế nào, mà hoa là một trong những cái loài mà góp một phần quan trọng để tô điểm cho mùa xuân cả nhà. Thì một dọc trên cái tuyến đường này ở trong cái là bên phải này, người ta trồng rất nhiều cái loại hoa này đó, một tuyến đường dài luôn đó nha. Rồi mình đột mình đi một đoạn để cả nhà thấy được cái quang cảnh này ha, càng đi sâu vào đó thì sẽ càng nhiều hơn. Rồi giờ mình đi tiếp cả nhà, để mình xuống đất mình review sơ cho cả nhà thấy cái hoa chuông vàng nha. Nãy mình nói cái hoa cho các bạn, cái chuông chuông vậy, thật sự nó là hoa chuông vàng ha. Thì đây là một cái giống hoa mà thường nở vào cái thời dịp Tết thì nhiều nhất. Và đây là một cái giống hoa mà có nguồn gốc từ Nam Mỹ cả nhà. Hoa chuông vàng có gốc từ Nam Mỹ, nhớ không lầm là nó ở vùng cái Argentina gì đó. Thì cái hoa này đặc biệt nó có một điểm là nó mang lại nhiều cái tài lộc cho gia chủ. Mang nhiều cái phú quý, nhiều sự may mắn đến cho gia chủ ở nhà, cho nên được trồng rất nhiều, và đặc biệt là khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương này, trong cái khu vực thành phố mới này, thì cái hoa này đặc biệt ở cái vùng đất nào trồng ở hai bên bờ, hai bên lề đường cả nhà, thấy nhìn lên là bên phải nè, mình đi chậm để cả nhà nhìn thấy cái hoa này nó nở rực vàng rực luôn, và nó tô điểm cho mùa xuân. Thì hôm nay là mình đi vòng trong khu thành phố mới này, thì mình thấy ở cái khu vực ở đường Hùng Vương này nó cũng rất nhiều cả nhà, và nó tạo một cái quang cảnh khá đẹp và gây ấn tượng cho mình trong cái dịp đầu xuân 2024 này cả nhà. Thì tiếp tục mình sẽ đi sâu trong thành phố mới, có gì nữa thì mình sẽ review tiếp cho cả nhà nha. Vậy cả nhà, rồi mình đi tiếp tục cả nhà, đi sâu vào thành phố mới cả nhà nha. Đây là cuối cái con đường Hùng Vương đó nha, và nó sẽ giáp với một cái đoạn đường mà ở nó nổi cộm ở trong thành phố mới nè, đi qua chỗ khu vực Kaon Ra Ranh đó. Thì mình sẽ đi dạo trên cái khúc đường đó để các nhà thấy ha. Và mình đang đi trên một cái tuyến đường mà khá đặc biệt, và ngay chính giữa này là hai bên có hai cái len trắng đó, đây chính là đường dành cho xe buýt, và trước đây còn bây giờ thì đã được sửa chữa lại, và người ta đã thay đổi cái nhìn ha, thay đổi nhìn cho đường này, tức là nó có gắn thêm một cái nữa là dành cho ô tô luôn. Rồi mình sẽ đi sâu vào thành phố mới nha bạn. Thì bên phải mình là đường Võ Văn Kiệt ha, mình đi cắt ngang, và đường đang đi là Hùng Vương. Thì giờ mình sẽ đi qua một cái tuyến đường tiếp tục ha. Đấy, trước mắt mình là cái tòa nhà Ra Đanh đó, mà nó có cái siêu thị Aeon hôm rồi mình review cho các bạn á. Thì mình đang đi dọc trên cái tuyến đường này, và nếu mình đi bên trái mình sẽ là quẹo về trường quốc tế miền Đông á, và mình đi trực tiếp vào thành phố mới ha, đi thẳng trên cái tuyến đường này.
hôm nay mình sẽ không có review cái Aeon hay là gì cả nhà, nhưng mà mình muốn đi dạo trong thành phố mới Bình Dương để cho cả nhà thấy cái quang cảnh của thành phố mới Bình Dương nha cả nhà, để vào dịp Tết này sẽ là như thế nào. Trước mặt mình là cái, ở đây nó có một cái khu của Radan cũng khá đẹp đó nha. Bên phải nè, tòa nhà Radan khá đẹp. Thì do là nó đang phát triển đó cả nhà, đặc biệt là nhà phát triển đô thị của Nhật Bản, cho nên nó đang hình thành và cùng với nó là có những cái khu vực Tokyo vậy đó. Rồi trước mắt mình ở bên phải là salon ô tô ha. Thì đây là cả nhà, mình đi chậm lại, cả nhà thấy nhìn quẹo bên phải tí, đó là salon ô tô của Toyota nè ha, rồi của Ford đó, nó nằm ở phía trước mình đó. Salon ô tô đó nha, rất lớn ở trong thành phố mới này. Mình sẽ đi dọc đến cái tòa nhà AB đi cả nhà ha. Rồi nữa mình đi mình xem coi trong đó này nó phát triển như thế nào. Và bên phải mình là nguyên một cái bãi xe lớn của Ford đó các bạn nha. Nhìn nè, mình xéo qua, mình kéo camera sơ qua cả nhà thấy. Đó. Đó là cái bãi xe của Ford. Người ta đến đây người ta kiểm tra xe rồi mua mới rồi trao đổi mua bán gì tùm lum hết ha. Còn phía bên phải, ở phía bên trái chứ, phía bên trái của mình đó cũng là một cái khu vực mà thường là những hội chợ triển lãm thường mở ở bên đây. Còn bên phải thì nó là những cái sân bóng thôi, sân bóng. Trong những buổi chiều thì có rất nhiều cái đội bóng đến tập luyện ở đây, cũng như là bà con dân ở đây người ta thường đến đá banh vào buổi chiều á. Rồi bây giờ mình sẽ quẹo qua bên trái cái nhà nha, để mình đi vô trong cái tòa nhà đó ngay, trước tòa nhà AB bên trái cả nhà, đang chờ đèn đỏ cả nhà nha. Để mình đi vòng vòng trong cái khu công viên coi nó có phát triển gì, nó có cái gì khác không nha, xem nha. Đang chờ đèn đó nha. Nhà cùng chờ với mình tí nha. Rồi mình quẹo đây cả nhà ơi. Bây giờ là mình đang đi cái tuyến đường là Vương như nó dài cả nhà. Bây giờ mình sẽ quẹo qua Lê Lợi nha cả nhà nha. Thì Lê Lợi này là ở bên phải mình, chính là tòa nhà AB đó. Hôm rồi mình có một cái cảnh mình review sơ về cái tòa nhà AB cho cả nhà đó. Đó là trung tâm hội nghị rồi nằm ở đó ha. Và nội các của tỉnh Bình Dương cũng nằm ở đó. Rồi mình đang đi trên đường Lê Lợi đó nha. Và phía bên trái của mình chính là công viên thành phố ha. Thì không biết là công viên thành phố có gì đẹp, một hồi mình sẽ rảo sơ qua cho cả nhà thấy ha. Mình đi hết một đoạn đường này đi ha. Hết một đoạn đường Lê Lợi cả nhà. Đoạn thôi cả nhà, mình không đi sâu lắm cả nhà nha, để mình đi trong khu vực này. Thì mặc dù cũng Tết cũng cận kề rồi cả nhà, nhưng mà trên thực tế thì ở trong khu vực này vẫn chưa thấy rõ lắm về cái sự thay đổi của ngày Tết, mà cũng chỉ mới là những cái hoa đã được trồng sẵn đó nha.
Bây giờ mình sẽ đi nghiêng về cái đường, cái trường đại học quốc tế miền Đông để mình bọc theo cái công viên này cho cả nhà xem nha cả nhà nha. Chút xíu đến công viên có đoạn nào hay mình sẽ cho cả nhà xem. Còn hôm nay thì chưa thấy rõ ràng lắm cả nhà. Rồi mình bọc qua cái đường Lê Duẩn á. Bên trái ha. Đây là đường đi dẫn nó dài thôi. Đường này nếu mình quẹo một phòng mình sẽ quanh lại để mình đi về Tân Nguyên. Rồi hiện tại giờ mình đang quẹo qua phía bên này để mình thấy cái có ở đây cũng có một cái tòa nhà khá lớn. Aroma gì nè, Aroma. Đây cũng là một cái tòa nhà khá đẹp và nó bao quanh cái khu vực công viên này, thì mình sẽ bao quanh mình đi vòng vòng cái khu công viên này cả nhà nha. Để mình xem coi nó có đặc điểm gì ha. Thì mình cũng sẽ quẹo tiếp tục quẹo quanh quẹo qua bên tay trái cả nha. À, mình không đi tiếp mà mình đi quẹo qua tay trái nha. Để mình xem coi cái này nó có cái gì. Đây, tòa nhà BKMS của SCD ha, BKMS ha. Khá đẹp. Chút xíu mình sẽ dừng lại mình review sơ cái tòa nhà Aroma cho cả nhà xem nha. Trước mình là một cái tòa nhà Aroma đó. Khá đẹp cả nhà. Đây cả nhà, mình vừa xuống xe mình sẽ đi để mình quẹo sơ mình giới thiệu cái tòa nhà của BKMS HD nè ha, trước mặt mình đó. Đó là Aroma. Tòa nhà rất đẹp cả nhà. Nhà thấy không? Tòa chung cư cao tầng. Rất là hấp dẫn. Và cặp bên nó là có một cái tiếng một cái tiếng thủy lợi. Cả nhà cũng khá đẹp, mình sẽ đi sát xuống mình review sơ cho cái khung cảnh ở dưới này cả nhà thấy nha. Một cái tiếng này nó hiện tại nó không có nước, nhưng mà về nói về cái độ thủy lợi thì đây là một cái cống thoát, một cái rãnh thoát nước, một cái mương nước rất là tuyệt vời. Và đây là chứng tỏ cái thành phố hiện đại cả nhà, nó mới có được cái cống cái rãnh này cả nhà. Mình đi một đoạn đây cả nhà thấy nha. Thì hiện tại là nó đang ở mùa khô cho nên là cái cống nước này không có nước, nhưng mà nó vẫn có một độ ít thôi cả nhà ha. Cái này nó khó xuống cho nên mình không đi xuống, nếu mình đi xuống được chút xíu mình sẽ đi một đoạn cho cả nhà thấy. Mình đang đi trên cái mé bờ của nó đó. Thì cả nhà thấy cái quang cảnh này. Rồi bên cạnh của nó chính là tòa nhà nè. Đó, cái tòa nhà Aroma mà mình nãy mình nói với cả nhà đó ha. Thì mình đi ở đây là mình đi phía trước mặt đó là có một cái đường cống thoát nước rất lớn, cho nên mình đồng thời mình cũng muốn review cho cả nhà xem cái độ hiện đại ở trong thành phố mới Bình Dương này, thì để mình thấy được cái sự đáng sống của thành phố mới ha. Mặc dù đây là một thành phố đúng rất là mới và nó còn rất nhiều cái gọi là hoang sơ thì không đúng, mà chính xác là do đầu tư khá nhiều. Người ta đầu tư khá nhiều nhưng cái người dân ở đây thì họ không chưa có tập trung nhiều, bởi vì dân gốc Bình Dương cái chính người ta vẫn là tập trung theo thủ dầu một đó nha, chứ người ta không phải tập trung trong thành phố mới. Còn thành phố mới là đất mới mà, cho nên là bạn nhìn thấy nó hoang sơ hơn. Nhưng ngược lại đây là một cái sự phát triển, tính về tương lai nơi đây mới là cái nơi phát triển thật sự. Còn ở trong thủ dầu một thì nó là gì, nó là một cái khu vực đó, khu vực phát triển từ lâu đời đó. Cái nhà quay sơ là nhìn sơ là cái tòa nhà cả nhà, mình đang đứng trước cửa tòa nhà này. Đó cái tòa nhà đó hai bên ha. Đi tới chút xíu nữa mình sẽ quanh lại cả nhà nha. Nhà cả nhà thấy có những con một cái cầu bắc ngang cống không, nó là một cái dạng bể cống và dưới một cái có một đường cống tới 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái lỗ cống để rất lớn và này nó cao phải 2.5 m quá, hoặc trên 2 m cả nhà. Nói chung là nó cao đầu người mình có thể chui qua cách dễ dàng á.
khu vực này nó mình review sơ cho cả nhà thấy cái đồ hiện đại trên cái đường cống này ha nha. Có thể quay sơ là cho nhà một vòng cả nhà thấy nha. Và cái độ hung hút sâu xa của nó ha, đó rất là xa, và hệ thống cống của nó. Giờ mình đi ngược lên cả nhà nha, ngược lên tại đây. Đó, mình đang đứng ở trước mặt tòa nhà. Aroma đó, đó cả nhà. Lá khô rất nhiều cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ đi quanh lại nha. Để mình đi vòng cái khu công viên lần nữa cho cả nhà. Thì đó là tòa nhà Aroma ha cả nhà. Thì khu tòa nhà này nè, là nó cũng dành cho dân cư ha, khu dân cư giống như một khu dân cư vậy đó. Và mô hình đó là chung cư. Còn xung quanh đây lại có nhiều cái mô hình biệt thự đó, trước mặt cả nhà nè. San Lomi gì nè, San Lover gì đó, San Lover. Đây là một cái khu đô thị mà theo cái dạng gọi là biệt thự cả nhà. Đó, đó trước mặt mình đó. Thì mình sẽ đi một vòng cái khu đó cho cả nhà thấy nha. Thì nhìn ở góc độ là nó quan sơ đúng không, nhưng mà cơ bản là tại vì nó mới, và thứ nhất là nó cũng khá mắc, cho nên là cái số người ở thì cũng chưa có nhiều. Thì mình sẽ đi một vòng cho cả nhà xem nó nha. À, mình đang đi qua đường cả nhà. À, nó nói giữa cái đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với đường Tôn Đức Thắng cả nhà. Rồi mình trở lại xe rồi cả nhà, mình đi tiếp tục, mình đi một vòng đi cho cả nhà xem nha cả nhà nha. Rồi đi tiếp cả nhà nha. Thì bên phải của mình nó là một cái tòa nhà hồi nãy mình nói Sun Lover đó. Thì có nghĩa là nó là một cái tòa nhà mà theo cái dạng mô hình là kiến trúc biệt thự cả nhà. Thì ở đây có một số cái biệt thự thì đã có người ở, và còn một số biệt thự thì cũng đang ở góc độ chờ đợi cả nhà. Thì nó nằm ở bên phải á cả nhà. Ha, thì một cái biệt thự sân vườn nó có luôn. Này chắc mình không được vào review đâu, nhưng đứng từ bên ngoài cả nhà nhìn vào thì cả nhà sẽ thấy được khá là phát triển. Đó, bên phía góc bên phải á cả nhà. Đây là dạng biệt thự vườn ha. Nhà thấy không, biệt thự không xây sẵn, và một số đã có ở rồi. Bên ngoài này thì đã có người ở ha, nhưng biệt thự bên trong thì chưa ha. Thì tôi không biết chính xác là cái giá như thế nào, thì nếu cả nhà nào có nhu cầu thì sẽ liên hệ, rồi mình sẽ review, mình hỏi cho cả nhà để cả nhà biết chính xác là hiện tại này một cái căn nhà đó thì như bao nhiêu ha. Nhưng mà mình thấy đây là một cái tòa, cái khu vực biệt thự á, và cũng khá phát triển và cũng khá đẹp. Rồi dạo một vòng theo nó nha cả nhà nha. Sun Lover đó cả nhà. Đó, thì đến cuối cái đoạn đường đó có thể là mình sẽ review sơ với cái quang cảnh bên trong cả nhà nha. Ở cả nhà ơi, mình đi tiếp nha. Trong khu vực này thì mình không có vào được, nhưng mà đi bên hông để mình đi dọc theo nó cho cả nhà thấy cái quang cảnh từ bên ngoài. Thì ở bên trong đó là những cái tòa nhà của đó cả nhà, thì có thể mình sẽ thấy từ xa ha. Nhà thấy từ xa ha, đó. Từ xa đó có những cái tòa nhà biệt thự, có số đã có người ở và có số vẫn chưa có người ở ha. Đây là Sun Lover ha cả nhà. Rồi mình đi dọc ra phía ngoài cả nhà nha. Do mình không được vào cả nhà, cho nên là buộc lòng mình phải đi phía ngoài thôi. Thì trước mặt mình đó cả nhà thấy có hai cái tòa nhà màu trắng trắng không? Thì hai cái tòa nhà màu trắng trắng đó là cũng là của Becamex ICD, nó gọi là EDC chính xác. Gọi là IDC thay tiếng Anh, mình gọi tiếng Việt là IDC.
mình cũng nói không có rõ ràng trong cái tiếng Việt, tiếng Anh, cả nhà thông cảm nha. Chỗ đó thì hiểu nôm na mà đọc là lẫn lẫn giữa tiếng Việt với tiếng Anh. IDC ha. Rồi mình đi dọc phía ngoài cả nhà. Đó. Tất nhiên là ở đây nó còn một vài cái cảnh nhà mà mình chưa vừa mắc ở lộ là gì? Là nó xây lên cái phần thô đó cả nhà. Xây lên cái phần thô chứ không có rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm ở trong cái kiến trúc, mà nó chỉ là giống gọi là phần thô để chờ đợi chắc khách hàng hay như thế nào đó. Thì mình muốn đi một đoạn thôi. Cái đoạn mình đang đi đó là Hồ Xuân Hương cả nhà, đường Hồ Xuân Hương. Và cắt ngang tức là Lê Tôn Đức Thắng á, mà nãy mình vừa đi qua cả nhà. Thì ở đây nó có một cái bảng nè. Muốn cả nhà xem cái chữ cái bảng này thôi chứ không có gì hết. Dọc trên Tôn Đức Thắng nè. Đó, mình đang đi ngược lại nha cả nhà. Đó. Cái quang cảnh mình vừa đi ngang hồi nãy cho cả nhà thấy cái đường cảnh nước đó. Thì đây là Tôn Đức Thắng ha, mình vừa đi qua. Thì muốn cho cả nhà thấy cái chữ Sun Lover nè ha. Đó, Sun Lover, đây là cái khu biệt thự Sun Lover mà cái dạng nhà vườn đó nha. Rồi, mình chắc là mình sẽ đi tiếp cái chỗ này cho cả nhà nha. Rồi cả nhà ơi, mình đi tiếp cả nhà ơi. Nãy mình đi review xung quanh cái khu vực biệt thự Sun Lover ha. Sun Lover nó cắt giữa cái đường Tôn Đức Thắng với Hồ Xuân Hương ha, Nguyễn Bỉnh Khiêm bao quanh. Rồi bây giờ mình đi tiếp dạo quanh khu vực công viên của thành phố mới Bình Dương để về view sơ một số cái quang cảnh mà cả nhà nhìn thấy được cho khu này cả nhà nha. Rồi mình tiếp tục để mình đi vòng qua cái khu công viên nha cả nhà. Dạo quanh ha, mình đi vòng vòng mình dạo cho cả nhà thấy nha. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ trái cả nhà nha, trở lại cái khu công viên. Thì cái khu công viên này là nó đang cũng đang ở dạng nằm chờ đó nha. Cũng có nhiều cái cảnh cũng rất đẹp. Thì chắc là cũng sẽ dạo cái hồ này cho cả nhà thấy xuống, mình sẽ quay sơ cái hồ cho cả nhà nha. Rồi cả nhà tiếp mình bước vô trong cái góc này, nó có cái hồ cả nhà. Nó có cái góc hồ. Mình muốn review sơ cho cả nhà thấy cái hồ. Rồi cả nhà, mình đi xuống với cái bờ hồ. Thì cả nhà biết là cái hồ này á, ngày xưa nó là cái suối ông Thiền, nó đi qua những cái chỗ này nó trũng thôi. Và đồng thời thì trong thành phố mới Bình Dương này, muốn xây nên cái thành phố mới Bình Dương này, người ta đã làm một cái động thái, đó là người ta đào đất cái khu vực thấp này để đắp lên những cái con đường, làm cho cái khu vực này nó cao lên. Cho nên cuối cùng nó tạo thành còn lại một cái hồ. Và xa xa kia cả nhà thấy đó chính là tòa nhà AB mà mình nhìn thấy ở một góc độ đó. Một hồ mình đi ngược qua chỗ đó cả nhà thấy lại nha. Và đây là cái hồ, nó vừa chứa nước ha, và nó vừa là cái nơi thoát nước cho cái khu vực thành phố mới này, cũng đồng thời là nơi cung cấp nước khi mà cần thiết trong cái việc là chữa cháy đồ đó cả nhà, tưới tiêu ha. Thì có nhiều hồ lắm, ở đây là một cái góc của cái hồ thôi cả nhà nha, không phải là cả cái hồ mà một cái góc thôi. Và cũng tạo nên một cái quang cảnh cho những cái người mà vào những buổi trưa người ta muốn đi xuống đây để người ta giải trí, để người ta vào buổi chiều thì đi dạo mát, và cũng là nơi để dành cho một số cái cặp tình nhân lãng mạn họ đến đây họ tâm sự cả nhà. Thì mình review sơ trong khu vực này cho cả nhà thấy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình dạo quanh cái khu vực công viên này cả nhà. Đây là một phần của khu vực công viên cả nhà nha. Mình tiếp tục cả nhà ơi. Mình mới xuống dạo quanh một cái góc hồ cho cả nhà thấy. Ở đây có mấy cái hồ như vậy chứ không phải chỉ có một cái. Rồi mình sẽ đi vòng vòng cho cả nhà thấy cái cảnh hồ nha cả nhà. Ở trước mặt mình đây cũng có một cái tòa luôn, cái tòa nhà để cũng dạng khu dân cư ha. Becamet Lover gì đó. Là Ken View gì đó ha. Trước mặt mình nó cũng giống như cái tòa hồi nãy mình, cái tòa Sun Lover hồi nãy cho cả nhà thấy á. Bây giờ mình sẽ quẹo phải để mình đi vô cái khu công viên này cả nhà. Hồi nãy mình đi ở bên
góc bên kia, bây giờ mình qua góc bên đây. Và đây cũng là cái nơi mà chiều chiều những cặp tình nhân họ đến đây, họ hẹn hò, họ nói họ tâm sự ở đây cả nhà. Cũng giống như một số cái anh công nhân mà đến khu vực này để giải trí cả nhà. Khu vực này ha. Thì nơi đây cũng được tạo thành một cái quang cảnh khá đẹp. Mình cũng muốn review khu này cho cả nhà nha. Rồi cả nhà chờ mình ha. Rồi trước mặt mình có quang cảnh khá đẹp cả nhà. Đó là một cặp bình ha, một biểu tượng của một cặp tình nhân, họ đang âu yếm nhau ở trước một cái công viên này cả nhà. Giờ mình đi vào trong cái công viên này. À, khu vực này không cho xe du lịch đi vào cả nhà, không cho xe Honda đi vào mà chỉ có đi bộ thôi cả nhà nha. Đây một cặp bình, một biểu tượng đang đứng trước một cái quang cảnh cũng khá review, khá đẹp, để cả nhà nào muốn chụp hình check in thì đến đây ha. Đây một cái tác phẩm nghệ thuật. Đây là tác phẩm từ đất cả nhà ha. Hai cái bình quyện vào nhau. Và trong đây là một cái quang cảnh công viên rất khá đẹp cả nhà. Mà giờ này mình đi cho buổi trưa thì cả nhà sẽ không thấy bóng dáng người ha cả nhà. Nhưng mà cả nhà sẽ thấy cảnh đẹp. Mà mình muốn đi một vòng để cả nhà cùng chiêm ngưỡng với mình nha cả nhà. Bao quanh cái hồ mà hồi nãy mình vừa đi qua mình review cho cả nhà đấy. Thì trước mặt mình là một cái con đường bằng xi măng và hai bên có rất nhiều cái ghế đá công viên. Khu vực này để dành cho những cái cặp tình nhân hay là những cái hội anh em mà thích đến đây trong cái cảnh thoáng mát mà cùng nhau mang giày lon bia nước ngọt hay là một vài cái bánh cũng như là một ít thức ăn nặng ăn nhẹ gì đó mang đến đây để cùng vào những ngày chủ nhật ha, giải trí ở đây, làm picnic là nơi thích hợp nhất cả nhà. Và nơi đây có nhiều quang cảnh khá đẹp không nào, đây khá để review. Tôi đi một vòng cho cả nhà thấy cái cảnh này ha, nó không có ấn tượng lắm nhưng mà cơ bản là nó cũng rất là thích nghi cho cái chuyện mà anh em mình đến đây check in cũng như là đến đây chụp hình quang cảnh này. Đây đi đến gần rồi đi xa ra, đi xuống bờ hồ cả nhà nha. Đi dạo xuống bờ hồ, đi sơ lại cho cả nhà thấy cái cảnh hồ ở đây ha. Tôi đi từng đoạn một cả nhà, hôm nay mình review xung quanh cảnh này. Đây một cái cảnh khá đẹp cả nhà nha, có thể check in được đó. Rồi tôi quanh ngược lại ra xe để tôi đi tiếp một cái đoạn nữa cả nhà nha. Nói chung là khúc này tôi thấy chỗ nào cũng đẹp. À, chỗ này cũng đẹp và rất riêng tư cả nhà nhé. Đáng đến đây xem chơi vui. Chúng ta là đi tiếp cả nhà nhé. Đi tiếp để mình xem những cái quang cảnh này. Thì nói chung là rải rác cũng có một vài đôi tình nhân họ cũng đến và trong thời gian này. Đương nhiên thời gian hôm nay là cái ngày thường cho nên hầu như là anh em cũng đi làm cho nên những đôi tình nhân thì chắc cũng không có nhiều lắm. Một vài người người ta làm công việc có thể đi được người ta đi, còn những người không đi được thì họ không đến. Nhưng vào những ngày cuối tuần thì ở nơi đây rất nhiều cả nhà nha. Nơi đây rất nhiều. Thì tôi muốn đi dạo quanh vòng quanh cái khu đó cho cả nhà. Rồi đi tiếp được tới đâu thì tiếp tục cho cả nhà nha. Rồi mình lại tới một cái đoạn mà mình phải quẹo phải cả nhà. Thì cũng dọc theo cái tòa nhà hồi nãy alo Aloma đó cả nhà. Quên là cái con đường Minh góc bên đây. Rồi cả nhà ơi, mình đang đứng trước cửa cái tòa nhà AB cả nhà. Và bên phía sau lưng mình chính là cái công viên mà nãy giờ mình đang đi một vòng á. Thì muốn đi sâu cái công viên để mình thấy cái quang cảnh công viên vào buổi trưa nó đẹp như thế nào cả nhà nha. Rồi cả nhà thay chân tôi nha. Rồi mình đi tiếp cả nhà, mình đang đi vô công viên cả nhà. Thì trong quang cảnh mang buổi trưa này thì không có người nhưng mà mình thấy cái quang cảnh khá đẹp. Bây giờ mình muốn review với cả nhà nha. Thì đây có một cái hồ nước trước mặt, được nuôi cá nè, khá đẹp ha, nước chảy róc rách cả nhà ha. Dưới này là cá lội nè, nhà thấy quang cảnh cá nha.
đi gần cái nhà thấy đó. Người ta nuôi cá phi, cá chép các bạn nè, chép đại phi, cá phi Đài Loan, cá chép, và quan cảnh rất xa cả nhà nhìn thấy đó. Cảnh có nhiều đá rất là thơ mộng. Những cặp tình nhân đến đây thì khỏi chê, nước chảy xuống rất rách không nha. Mình đi một vòng quanh nha. Đấy là nhà, quan cảnh suối đẹp không? Cá này thì đương nhiên là người ta thả rồi, nhưng mà người ta nuôi ở đây cả nhà, ở dưới thì trồng sen cả nhà nha. Và quan cảnh ở đây cá rất nhiều là cá nha. Nó đón cái nước suối nè. À, cả nhà thấy cá nha, quá trời cá luôn đó nha. Con cá chê khá lớn ha. Rồi cá phi thì khá nhiều, đặc biệt là cá phi cả nhà ha. Cá chép thì cũng vài con đó. Cá chê cũng có đó, đây là một bầy cá chê nó nằm ở đi đó. Hiện tại con này là dễ nhìn thấy nhất cả nhà ha. Đó, còn đây là sen, họ trồng sen cả nhà nha. Một số sen đã nở rồi, riêng cũng có một số nó mới bắt đầu bóp bóp thôi. Thì cảnh ở đây cũng khá là thơ mộng. Giờ buổi trưa mà nắng mà cái nhà đến đây thì nghỉ mát thì khỏi chê rồi ha. Dắt cái võng xung quanh đây ha, nằm nghe một vài nốt nhạc hấp dẫn ha. Một vài con cá chê khá to nha, cả nhà nhìn nè, đây nè, những con cá khổng lồ, con mấy ký á. Con này cũng 2 ký mấy, 3 ký bình thường nha. Như cả nhà nhìn thấy không, trước mắt mình á, cảnh thoải mái, mình đang bơi đó nha, đó cả nhà thấy không? Cặp đó, mình đi cho cái camera đi theo nhé. Những nhau trong dòng nước cả nhà nha, không có ai mà tự tại như những cái con cá này ha. Tự tại hơn chúng ta rất nhiều đó nha. Cho nên ai muốn thư giãn thì đến đây nha. Vào những buổi trưa như thế này rất là vắng, không có người, thì rất là thuận lợi cho cái điều mà mình ngồi mình ha. Bên cạnh dòng suối nè, nước chảy dưới rất nhiều cá ở dưới suối. Tất nhiên là cái suối này là nhân tạo chứ không phải là tự nhiên nữa nha. Nhưng mà bên cạnh cái sự nhân tạo này là có thiên nhiên, có tự nhiên. Người ta kiến tạo theo cái thiên nhiên ha. Và có bàn tay con người vô thì nó sẽ đẹp hơn cả nhà ha. Đây một cảnh ở gần suối. Bây giờ mình tiếp tục mình đi ngược nó ra cả nhà nha. Đi ngược lên đây nè. Rồi, đó. Đi sâu vào bên trong cả nhà để có những cảnh đẹp này cho cả nhà thấy tiếp ha. Có một vài anh công nhân, chắc công nhân quét ở đây, họ vô đây họ dăng võng họ ngủ ở đây luôn. Đúng rồi, công nhân làm việc ở đây. Mình thì mình đi dạo vòng quanh thôi cả nhà. Đây bên này cũng có cái suối đây ha, cũng tự nhiên. Đó, suối này suối nhân tạo cả nhà, nghe tiếng róc rách của suối cả nhà nha. Tất nhiên là do này đập tràn thôi, người ta làm đập tràn qua thôi. Rồi, quan cảnh ở đây cũng khá đẹp, mát. Rồi những cục đá này chắc thiên tạo cả nhà. Bên cạnh cái sự thiên tạo đó thì có bàn tay con người vô, cho nên nó tạo thêm một cái cảnh đẹp hòa lẫn vào nhau. Dưới này thì cũng có được nuôi cá chép, cá rô phi, nhưng mà nó không nhiều như cái kia đó nha, nhưng mà các con thì rất là nhiều. Các nhà thấy quang cảnh này ha. Rồi mình tiếp tục cái nhà theo chân mình nha, đi dạo quanh công viên đi ha. Nghe được tiếng chim không? Đó.
vào trưa nè, vắng người, có nhiều tiếng chim đó. Bên kia có một số nhóm anh em ca sĩ tập vượt thôi. À, trong nắng nè, buổi trưa đang nắng ha, buổi trưa nắng, công viên này khá là vắng người. Sau lưng tôi chính là tòa nhà AB đó cả nhà nha, đó, ha, đường đi ra. Còn tôi đang đi sâu vào bên trong, thì bên trong này nó có cái dòng suối mà vừa rồi tôi cho cả nhà xem đó. Bây giờ mình đi xuống cặp bờ hồ luôn, xem cái bờ hồ cái nữa. Nguyên thành phố khá rộng. À, giờ buổi trưa như ngày thường ấy, rất là vắng, nhưng mà cái cảnh rất đẹp, cho nên hôm nay tôi muốn review cho cả nhà xem. Và ở đây thì có rất nhiều cái biểu tượng mà người ta khắc tạo thành những cái đá, tức là những viên đá người ta khắc lại. Tôi không hiểu sâu về lắm về những cái biểu tượng này, nhưng mà tôi thấy cũng rất là hay và cũng muốn review với cả nhà đó. Một quang cảnh này giống mẹ mẹ con hay sao đó. Bạn nào giỏi về cái đó thì sẽ quan sát ha. À, một cái góc ở dưới trong sâu trong công viên nè, một góc nhìn ha cũng khá đẹp. Ở đây có trồng một số cái cây này người ta gọi là cây cỏ ha. Rồi đặc biệt cái giống này chắc có lấy trái được cái nha, chà là tôi nghĩ là vậy. Bây giờ thấy nó khá đẹp cho nên tôi muốn dạo cái khúc này để tôi review cái đoạn đó cho cả nhà. Đây nhà nhìn nè, đây khá đẹp cả nhà ha. Người ta cũng muốn dựng một cái tiểu cảnh thôi cho nhà thấy một cái tiểu cảnh của cái dòng cây này. Thôi tôi đi ngược lại cả nhà ơi. Thì nãy giờ tôi đi khá sâu vào trong cái khu này rồi, cho nên là nhiều khi tôi quay một hồi ở nhà cũng thấy nó không có được hấp dẫn lắm, thì tôi nghĩ là mình đi vòng ngược cho ra. Đây trước mặt tôi vẫn là cái tòa nhà mặt tiền của tòa nhà AB mà hồi nãy tôi đi vô cái chỗ này, nhưng mà tôi không quay, bây giờ tôi quay cho cả nhà thấy á. Mình đi qua bên phải tí xíu xem có gì. Rồi cả nhà ơi, nãy giờ tôi đi một vòng cũng khá dài và tốn nhiều thời gian cả nhà. Thì hôm nay cũng sẵn rảnh là buổi trưa đó, cho nên là cũng vòng qua thành phố mới xem là gần Tết, cũng những cận kề gần Tết. Ở trong thành phố mới này có chuẩn bị những gì cho mừng cái Tết Giáp Thìn này. Thì tôi thấy là trong cái khu vực công viên thì cũng có một số anh em người ta đang tập luyện văn nghệ để chuẩn bị trình diễn văn nghệ vào dịp xuân này thôi. Rồi sẵn đi một vòng xung quanh cái công viên để cho nhà thấy cái quang cảnh công viên vào ngày thường có gì và có những quang cảnh nào đẹp để cho cả nhà thấy. Và giới thiệu có những cái cảnh mát, có hồ, những cảnh thơ mộng cho những cái cặp tình nhân, để một số anh em nào thích thì hãy vào đây. Rồi muốn xem cảnh cá thì đến đây, đây cũng có cây cầu mà bắc ngang này, cái suối này cả nhà, đó rất nhiều cá cả nhà thấy không, dưới không nhiều lắm, cá rô phi rất nhiều cả nhà. Đó. Đây trước mặt chuẩn bị là công viên đó, lần đó là khu gửi xe chứ chỗ ống kính rồi đó. Còn đối diện với mình là tòa nhà AB. Thì nãy giờ đi nhiều rồi đó, đi vòng quá rồi và cũng khá dài, chắc sẽ xin dừng lại cái clip này và hẹn cả nhà clip sau. Nếu cả nhà thấy yêu thích thì cho cái like, cái đăng ký, rồi tạo động lực để mình làm clip sau hay hơn. Còn bây giờ thì chắc kết thúc cái clip này, hẹn cả nhà clip sau và chắc tạm thời tạm biệt cả nhà. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp lại, bye bye.